Chào các bạn thân mến. Hôm nay mình gặp được một anh chị Việt kiều sống tại Montana. Hai anh chị nhà ở gần nhà của anh rể mình, là hàng xóm đó bạn. Chị cho mình xem vườn rau nhà chị. Hai anh chị có một tiệm ăn ở ngoài phố. Nhà rất rộng, chị trồng đủ tất cả loại trái cây. Có cây nhãn, cây kiểng mà chị cả nuôi cả vịt để chơi bạn, không phải để ăn mà để chơi. Hôm nay mời các bạn tới thăm chị ở tiệm ăn nha, rồi sau này thì mình cũng nhau đi thăm anh chị ở nhà. Nhà anh chị trồng nhiều rau Việt Nam lắm. Mình There's bắt nothing đầu to nha. break. She got out and she said, "You know what's the, I think they're the deer." She said, "No, they're the raccoons." I said, "Raccoons?" Yeah. She said, "Yeah, they live right. You see them." She said she'd go to work in the morning and she'd see them in her headlights. Whoa. And they'd be in my garden digging out the. I'd plant the daffodil bulbs and they'd come along and dig them out. And I thought, this isn't fair. You know, the deer eat everything on top of the ground and the da and the. But they live in that draw, so if they can get through your fence, they will. But your fence comes all the way down to the ground, right? Sometimes you don't come next year. You don't come next year. Is but there? Another year, we move another place. Over well, there. If they had discovered your garden, yeah. You're so well. We have a new place. Yeah. Because they could probably get through so that big space. So far, nothing has happened. Oh, you're gonna move your store there? We don't meet with the. You're gonna move your store there? Yeah, the restaurant there. Yeah, so maybe 2 years. Oh, wow. If you have any problem, my soup too. Yeah. So far, so far. I don't know. I don't want to jinx myself. No. Yeah, they get really hungry in, you know, before winter. And then the hotel. They eat just about everything in the fall. Even the deer will eat some of those flowers. Oh, so you're gonna have your own store then? Yeah. Because we have to done this contract for 2 more years. Yeah. So right now, this the building can own, like we buy. I don't know why they all live in town. Which they go back out in the woods. We buy them all, but like around 300 something. Your daffodils? That's chưa, bây giờ bắt đầu nha. Dạ, cái này. Or ice? That's yeah. Like cái green hả? Chị dạy cho cách cái này khỏi bị bệnh nè. Ok, now you can talk, nói đi. Ok, cái này nó giữ cho mình được chống lão hóa đẹp nè ha. Cái nước da mình đẹp nè, rồi cái bệnh tim, rồi bệnh máu, cao máu, rồi bệnh ung thư, rồi bệnh trong đường ruột của mình đó. Okay. Rồi mình xay lên, mình lấy cái máy cối xay đó, mình bỏ vô 3 cộng celery, 1 cộng kale, cái lá kale đó, mình chỉ lấy cái lá thôi, mình không có lấy cọng. Xong một trái cam, mà bỏ vỏ, lấy bên trong thôi. Rồi một phân nửa trái táo màu xanh, một trái chuối. Xong rồi mình bỏ nước với đá vô, mình xay lên, uống, ngày nào cũng uống hết. Uống thì nó tốt cho mình, nó không có bị bệnh. Ok, thank you. Bây giờ mỗi ngày mới uống, I will do it every day. Yeah. Ok, thank you. Yeah. Bỏ ra. Thank you.
monkeys are cleaning their feathers. Oh, you don't want me? My husband. Oh. Are you wanted? Hi. Chris Wallace. Next to that Paul Silver building. Yeah. Hasn't been there a long time. Yeah. Her daughter used to live across the street. Behind here, there's a fuel filter. Yeah. But yeah, I didn't change out and wash it out, and it would look good. I figured I'll try that before I replace the fuel filter. But in Florida, we have to cut every week. You know, all, you know, all your grass grows. Ở Florida nóng nóng quá đó. So long trồng cái gì cũng được. Nhất là trồng biển á, cái nước biển á. Đây chị cho dâu nè, cái dâu chị trồng nè, thấy không? Cố xuống thôi ra chơi đi, ra biển chơi, đi khơi chơi. Chừng nào tới đó là tính. Trời, không đi á chị ơi, mình không đi 31, mình 6, 7 tuổi á, đi không nổi. Thấy không? Giờ cỡ tuổi chị đó, đi chơi đi. Đến tuổi em đi chơi đi, tới tuổi chị á. Cái đi chơi đó. Cây khoai môn không? Không. Môn ngoài sau lưng chị kìa. Ê hả? Dạ, mấy cây khoai môn đấy, khoai môn đây nè. Ờ, để chị viêm mấy cây ớt, có mấy cây ớt đẹp quá nè. Đó, ớt trồng. Trồng ớt nè. Cái này là rau gì, để kêu rau gì hả chị? Rau gì? Ở đây uống trà ngon lắm phải không? Dạ, cái này là cái này cây gì? Cái đó khoai lang. Là cây khoai lang. Khoai lang tây. À, cái này khoai lang tây. Còn cái kia khoai môn. Có thể basil phải không? Dạ. Yeah. Còn mấy cái cọng nhỏ nhỏ mới lên là khoai môn. Ừ, cái này. Giống cây bạc hà quá ha. Dạ, yeah, nó khoai môn đó. Ha. Này cây môn, khoai môn. Giống cây bạc hà hả chị ha. Yeah. Ở đây có số siêu thị Việt Nam không? Không. Rồi. Chị mua đồ nấu, chị mua đâu? Người ta cũng đem đến cho mình. Đây khoai môn cũng lên. Còn mấy cái cây lem đó là cái này là trái su á. Cây su á, cái trái su á nó mới su hào á hả? Dạ, su hào nè. Trời, bông đẹp quá ha. Nó mới lên. Bông đẹp quá ha. Dạ. Còn cái này khoai môn.
mình mua khoai môn cũ á, cái gì em ủ nó cái nó lên rễ cái em đem làm trồng tay nữa hả chị? Dạ. Rồi chị khéo tay, em khéo tay quá, cứ cây chị ngoài quen. Khéo tay quá ha. Cái đó su hào đó nó đang lên bông. Còn kia xả. Trồng mới xả. Rồi, coi. Đẹp quá. Cái này nó sắp sửa bằng em mà thấy chưa? Chắc dọn nhà xuống luôn rồi. Dạ, dọn xuống đây ở luôn. Mua mình ở đây nó lạnh, mùa lạnh nó chịu không nổi. Không, ở mấy chục năm quen rồi. Mà chị ở xứ nóng quen á. Hơi em ở đâu quen đó rồi, hai mấy năm cũng quen rồi. Không, ổng hồi xưa ổng ở Bismarck á. Gia đình lớn lên ở Bismarck á. Rồi xong rồi cái chị coi mấy cái cây. Chị coi cây chứ nó không có ở đây quen biết. Ở đâu quen đó rồi. Thầy có mấy con vịt bằng vàng nữa. Đó, đó thầy cô anh đó. Em kia lát cái nó đủ. So I can do the garden. After Miles City, before going back.